chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Ở cái video mở hộp lần trước, cái chiếc điện thoại OnePlus 8 ra thì mình cũng đã nói cho bạn đó là OnePlus 8 là một cái sự rút gọn một chút so với cả OnePlus 8 Pro, khi mà nó rút gọn về mặt thiết kế, nó sẽ bé hơn một tí. Đấy, rồi là màn hình của nó thì không còn được 2K nữa. Đấy, rồi là hiệu năng của nó thì hiệu năng không bị cắt giảm đâu nhá. Đấy, camera thì có bị cắt giảm, thời lượng pin cũng có cắt giảm đi một tí. Đấy, nhưng mà cơ bản là hiệu năng nó lại không bị cắt giảm. Và đặc biệt là cái phiên bản OnePlus 8 mà mình đang cầm trên tay này này là cái phiên bản cao nhất của nó, đó là RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256, chip thì vẫn là chip 865 thôi. Đấy, thì ngày hôm nay admin Kha sẽ thử test game xem nó như thế nào, test game Liên Quân và PUBG xem như thế nào, để xem cho là liệu với RAM hay ROM tốt hơn thì nó có thể hiện cái khả năng chơi game tốt hơn là OnePlus 8 Pro hay không. Đấy, và admin Kha bên mình cũng sẽ nói cho bạn xem là cái cảm giác cầm nắm của nó ra sao, màn hình của nó thể hiện như thế nào, chơi game có bị nóng lên quá hay không, có bị giật lag hay không, có bị tụt khung hình trên dây không, và so sánh nó sang với cả những sản phẩm khác thì nó thể hiện ra sao, bộ loa ngoài của nó như thế nào, v.v. Đấy, rất nhiều những tiêu chí để đưa ra trong một bài test game ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile trên chiếc OnePlus 8 qua phần trình bày của admin Kha. Tất nhiên là cũng phải cảm ơn ClickBuy đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Giá bán của OnePlus 8 như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Chúng ta sẽ tiết kiệm được mấy triệu khi mua OnePlus 8 thay vì OnePlus 8 Pro đấy. Và bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn là điểm số AnTuTu Benchmark của cái chiếc OnePlus 8 thường này trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành vào tựa game PUBG Mobile luôn các bạn nhé. Ok. Với cái chiếc Snapdragon 865 thì chúng ta sẽ có điểm số là 578.000 điểm, và khi chúng ta đi sâu vào, điểm GPU sẽ là 216.000 điểm. Đây là một điểm rất là cơ bản và tiêu chuẩn của con chiếc Snapdragon 865 rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần gì phải đắn đo cả. Sợ là khi nó tụt xuống khoảng 200.000 điểm thì mới lo thôi. Đó, con này thì vẫn ở mức là ngưỡng gần sắp xỉ khoảng 220.000, cho nên chúng ta cũng không cần để ý lắm đâu. Và mình cảm giác như là khi mà vào trong cái tựa game PUBG Mobile thì lập tức cái chế độ game mode nó thực hiện cái kiểu là đẩy cái độ tương phản lên. Các bạn có thể nhìn tổng thể này. Wow. Nhìn màu sắc nó thật sự rất là khác biệt các bạn à. Còn về màn hình thì con này gần như không có gì để chê rồi. Chê sao được mà chê nhờ. Mặc dù nó là một phiên bản cắt giảm so với lại biến thể Pro thôi, nhưng mà chê sao được mà chê. Không thể nào chê được. Trời ơi, rất là tuyệt vời. Kích thước 6.55 inch cùng với đó độ phân giải Full HD cộng thì mật độ điểm ảnh cho ra vẫn trên 400 ppi, rất là sắc nét, các bạn không thể nào soi được điểm rỗ đâu. Đó, và với một cái màn hình như thế này nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm pin hơn so với lại màn hình 2K. Tại vì các bạn lưu ý rằng là với cái việc mà cái con OnePlus 8 Pro ấy, nó sẽ có chúng ta là một viên pin có dung lượng khoảng 4.500, nhưng mà nó phải gánh gì? Nó gánh một cái màn hình có tần số quét là 120Hz và độ phân giải là 2K. Cho nên là cái việc nó tiêu tốn pin sẽ nhiều hơn so với lại cái màn hình có trên cái chiếc OnePlus 8 thường này là điều chắc chắn. Thiết kế của chiếc OnePlus 8 thì nó rất là nhỏ gọn nữa, mình cực kỳ thích cái lối thiết kế này. Đó, kích thước này nó nhỏ một tí thì cầm nó gọn trong bàn tay, thích lắm các bạn à. Và con này nó có một cái thiết kế cực kỳ mỏng ấy. Wow, tuyệt vời. Về phần thiết kế thì mình không thể nào chê được về con này. Thật sự không thể nào chê được. Rất mượt các bạn à. Wow, bay kìa. Test game trên chiếc máy này thật sự nó khiến mình rất là hưng phấn luôn các bạn à. Và ngoài ra thì em này cũng có cho chúng ta là một cái chuẩn lo kép rồi, cho nên các bạn cũng không cần phải quá lo đâu. Mình nghĩ rằng là sau khi mà em này nó về với cái mức giá khoảng 12 triệu thì chắc mình nghĩ mình thay vì mình mua iPhone 1 mình phải mua cái chiếc máy này quá. Tại vì thiết kế rất đẹp, màn hình rất đẹp. Ui, chưa gì mà boss nó đã xuất hiện rồi kìa các bạn à. Phải thật. Về trải nghiệm cầm nắm thì con này cầm cũng rất là sướng thôi các bạn à. Không có vấn đề gì cả. Thiết kế thì tuy nó hơi vuông vức thế thôi, nhưng mà trong quá trình cầm nắm thì nó cũng chả cấn gì mấy. Không cấn ý. Loa cũng là loa kép, cho nên là các bạn cũng không phải sợ gì cả. Cứ biết thì là nhiều mà chơi thôi. Công nhận là khi mà nó đẩy cái độ tương phản game lên như thế này thì mình cực kỳ thích luôn. Tuy nhiên thì có một điều là con này nó có cho chúng ta là một cái màn hình cong hơi quá. Và cái tỷ lệ màn hình nó khá là dài, nên thành ra khi mà chúng ta thao tác ấy, nó sẽ kiểu cứ hẹp hẹp ngắn ngắn kiểu gì ấy. Tức là tính theo cái chiều ngang các bạn nhé, chiều dọc của nó thì rất là dài. Con này được mình xem như là có một cái thiết kế đẹp nhất phân khúc này rồi. Smartphone thế giới Android thì con này đẹp nhất. Tuy nhiên thì nhiệt độ nó cũng có phần hơi ấm ấm thôi. Ấm ấm thôi, không có vấn đề gì cả. Tại vì chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu trận thôi mà. Con này thì kết nối nó cũng thật sự rất là tuyệt vời. Mạng mẻo thì rất ổn định nữa. Không gặp vấn đề gì cả các bạn à. Thường thì ngồi những cái chỗ như thế này thì một là Samsung, hai là cái gì nhờ, hai là những cái dòng của Realme ấy
là đặc biệt nó hay bị hiện tượng là thu phát sóng yếu lắm. Trao nhau bao yêu thương đắm đuối nhưng sao na na na. À, xì. Sai. Kéo nó vào đây. À kìa. Rung quá. Hai thằng nó đang ở đây. Lấy dồn giết à? Vô lý thế. Bạn thay đạn này. Hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Zephyr. Gì vậy? Thông minh. Nhưng mà bạn còn kém lắm. Gì vậy? Có rừng. Nói biết ngay mà. Nhìn kiểu đứng im đó là nhử mấy thằng ranh bạch kim thôi. Trời ơi, đây trình ca sao nhử được. Phải công nhận một điều là cái màu sắc trên cái con này nó đẹp thật ý. Ui cái độ tương phản kìa, nhìn sướng cả mắt. Không có gì để chê các bạn à. Cái màn hình trên cái chiếc OnePlus 8 này rất là đẹp nha. Về đi em. Về trong. Ui, sao nó chọt trúng mình nhờ. Bạn nghĩ bạn trâu hơn mình á. Đừng có mơ. Chấp bạn luôn. Ây. Ui. Ui. Vãi thật. Dụ nó xuống. Hay lắm. Trời ơi. Kể cả là Black Shark 3 Pro kia mà mức FPS nó chỉ có là mức 59 thôi. Dừng lại ở mức 59 rồi không lên nổi 60. Thế mà chiếc OnePlus 8 này lại lên nổi 60 này các bạn à. Và đứng im luôn. Cái gì? Ui trời ơi, ulti nhầm.
Ôi sao đó nhờ? Chết rồi. Các bạn cứ tin mình đi, khi mà các bạn vào trải nghiệm game từ game Liên Quân hay cả Boxing Mobi ấy, thì với cái phần game mod được OnePlus tối ưu, nó cho ra một cái mức hiển thị màu sắc rất là đẹp luôn. Cứu! Trời ơi! Cái gì vậy? Cái gì mà hồi nãy hình như Nagarok nó chửi mình. Ôi lộn, ghi đâu, ghi. Ui, thằng này khó chịu thế nhờ, nó chửi khó chịu thật, nó lên phép à. Chính xác luôn, hèn chì. Mình cảm thấy rằng là nhiệt độ trên cái chiến máy này nó có phần mát hơn khi mà chơi từ game Liên Quân so với lại từ game PUBG Mobile các bạn à. Mặc dù là đối với từ game Liên Quân Mobile thì nó là mức độ họ max setting đó, nhưng mà nó vẫn mát hơn. Trời ạ. Còn đâu em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết chi tiết các bạn nhé. Về trải nghiệm cầm nắm, với khối lượng tổng thể là 180g, thiết kế khung viền, 4 góc cạnh và mặt lưng được bao cong 3D, tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Về mặt trải nghiệm hiển thị, loại màn hình được trang bị trên chiếc máy này sẽ là Fluid AMOLED, có kích thước là 6.55 inch, độ phân giải là Full HD cộng, mật độ điểm ảnh cho ra là trên 400 ppi, độ sáng cao, chất lượng màu sắc và chất lượng chi tiết tốt. Về trải nghiệm âm thanh, con này có loa kép stereo, chất âm ấm, chi tiết cao, âm trường rộng và có âm lượng to. Đối với tựa game PUBG Mobile, khi trải nghiệm ở mức độ họ là mượt 60fps, cộng với đó tính năng khử răng cưa, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 41 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh thì rất mượt. Pin trung bình một trận của nó dao động từ 10 đến 13% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Đây là một khoảng thời gian không thật sự ấn tượng lắm cho viên pin có dung lượng là 4300mAh. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đang để tần số quét của nó lên tới là 90Hz mà, đúng không nào? Đối với tựa game Liên Quân Mobile thì khi trải nghiệm ở mức độ họ là HD 60fps cộng với đó là chi tiết cao thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 40 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh dao động từ 59 đến 60fps. Pin trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 7 đến 9% cho tổng thời gian 15 đến 20 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.